Nhẹ 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 trên mũi nó. Trẻ con đây là niềm vui cũng con thôi đúng không? Bố lại vuốt bố. Con mèo. Giống kiểu là con mèo. Phê không anh? Phê không bố vuốt lên mũi anh? Ôi dồi. Anh ứng cử viên đấm bác của anh. Anh đập vào người cũng phù với anh ạ. Cái mặt kìa. Cái mặt hớn. Cái mặt hớn đấy con. Mặt bắt hớn. Bắt cái khăn của bố rồi đấy. Hay chứ. Này. Tay chân. Mắt nó khăn ở rồi đó, hớn không? Đấy. Đỏ nhỉ? Đấy là trống cơm đúng không? Là hát bài trống cơm đúng không? Đấy, thế không? Bằng có cái trống cơm, khe này khéo vô, ôm mi bồng nhìn vòng, ôm mi bồng nhìn vòng. Nhanh quá nhỉ? Ôi lưỡi dài chết. Chuyển chất liệu cho sang chất liệu mới. Cười hê hê mà sợ đấy. Chuột. Cái gì đấy? Không thích bằng cái khăn nào bố ạ. Bố lại cho nghịch với cái khăn đi. Cái gì lại phồng như cái lồng thế này. Cái lồng lồng chim. Úp vào con chim cánh cụt này. Chim cánh cụt ơi. Chim cánh cụt ơi. Cái gì nó bò trên người con này. Rồi nó bò trên người anh mà anh đơ lại nhỉ. Đưa lại, ưu rồi. Nóng băng. Cứ. Có phải ăn đâu mà há mồm ra như chim non đấy. Như con chim non vậy á. Như con chim non. Rồi.